Em xin chào tất cả các bạn đã đến với video mới nhất của em về giá hồ tiêu. Kính chúc các bạn có một ngày vui vẻ, may mắn. Về giá hồ tiêu ngày 21 tháng 8 năm 2024 thì cập nhật giá tăng lên 1.000 đồng một ký ở tất cả các vùng. Giá cụ thể ở các vùng như sau. Giá hồ tiêu ở Đắk Lắk ngày 21 tháng 8 năm 2024 là 141.000. Giá hồ tiêu ở Gia Lai 140.000. Ở Đắk Nông 141.000. Ở Bà Rịa Vũng Tàu 141.000. Ở Bình Phước 140.000, ở Đồng Nai 141.000. Như vậy là giá hồ tiêu ở tất cả các vùng đã tăng cao 1.000 đồng một ký. Trong 15 ngày đầu của tháng 8 năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 10.082 tấn hồ tiêu. Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu rơi vào khoảng 58,8 triệu USD. Tình hình xuất nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam nửa đầu tháng 8 năm 2024 cho thấy sự giảm sút và phản ánh tình trạng khan hiếm nguồn cung từ Việt Nam. Có thể nói thì giá hồ tiêu trong thời gian tới sẽ tiếp tục có khả năng là tăng lên, và tăng tới mức nào thì chúng ta cùng chờ nhé. Rồi, em xin phép tạm dừng video này ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của em. Các bạn cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh các bạn nhé. Chúc các bạn có một mùa vụ bội thu và buôn may bán đắt, giá cả thì tăng rất là cao. Cảm ơn các bác nhé.